Thưa quý vị khán giả, với mục đích để tăng kích thước và trọng lượng của heo trước khi đem bán hoặc giết mổ, nhiều cơ sở đã bơm nước vào heo sống. Việc này tưởng chừng như chỉ là một hành vi gian lận thương mại, thế nhưng còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại cho sức khỏe người tiêu dùng. Mới đây, một cơ sở giết mổ không phép ở tỉnh Cà Mau đã bị lực lượng chức năng bắt quả tang bơm nước vào heo trước khi giết mổ. Vụ việc diễn ra cận tích nguyên đáng giáp thình khiến các bà nội trợ vô cùng lo lắng vì nhu cầu tiêu thụ thực phẩm hiện nay đang tăng cao. Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Cà Mau vừa phối hợp với Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn bắt quả tăng một cơ sở giết mổ heo trên địa bàn có hành vi bơm nước vào heo nhằm tăng trọng. Cụ thể, tiến hành kiểm tra cơ sở giết mổ Mỹ Ái ở xã An Xuyên, thành phố Cà Mau. Lực lượng chức năng phát hiện hai thanh niên làm thuê tại đây đang dùng nước bơm vào heo. Tổng số heo bị bơm nước là 42 con với trọng lượng khoảng 3 tấn. Qua làm việc với cơ quan chức năng, chủ cơ sở giết mổ không xuất trình được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy phép môi trường và giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh thú y. Tại cơ sở chưa xây dựng phương án xử lý môi trường sau khi giết mổ. Đáng chú ý, nước và chất thải được xả trực tiếp ra ao chứa gây mất vệ sinh môi trường xung quanh. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra xử lý.